Mời cô lên đây. Mời cô lên đây.
Làm sao ngủ tại chỗ? Làm gì vậy? Làm gì ăn hoài. Ngồi đây đi. Anh Lâm ngồi vô lên đó. Cái cục được đạo. Mình cứ ăn uống như vậy cho con. Cho con đó. Tôi xanh nè. Không, cái thuốc lắm nè. Ăn thử khỏi ốc cho mẹ đâu. Để như trò nghe. Nghe kỹ nha. Nga rồi, cái cô kia nó cho lớn lên qua chị nghe được. Nó đại ca mà chị lên lên cái cầm rất của bác ấy. Đầu lớn dữ vậy hả? Ừ, chị sao phải. Chị hồi đi học là đi học đi đó. Nó đi học con rồi mà. Cả trường mình là ba đứa mà trò con. Biết chi thì biết nữa. Thấy đèn nó nhá được không? Khuôn này nhá. Yeah.